Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Chúng mà Ngọc Lan đây đó chính là máy xay nước đá cà phê mini Takeo TK2HB. Trong nông nghiệp thì quý vị và các bạn cần phải có đá xay mịn này để có thể ướp được những con tôm, con cá của mình, hay thậm chí là ở trong các quán cà phê, quán bar thì cần phải cá nhỏ để có thể chế biến được những ly nước rất là ngon, những ly cocktail rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Ngọc Lan xin giới thiệu tới quý vị và các bạn đó chính là máy xay nước đá cà phê Takeo TK2HB. Ngay bây giờ đây Ngọc Lan sẽ giới thiệu chi tiết về máy Takeo TK2HB này cho quý vị và các bạn cùng tham khảo luôn nhé. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy là máy được làm bằng inox 304, đồng thời là khó dập nổi logo của Takeo ngay trên thân máy, giúp cho quý vị và các bạn hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là hàng chính hãng của Takeo và có thể sở hữu ngay con máy hàng chính hãng tốt nhất nhé. Và phần phía trong này đó chính là miệng nạp nguyên liệu. Với máy Takeo TK2HB này thì quý vị và các bạn có thể nạp được đá của mình lên đến tầm khoảng là 22cm, và kèm theo đó là sẽ có một lớp đệm ở đây cho quý vị và các bạn có thể thả đá vô mà không cần phải giữ đá, nhờ đó mà không cần tốn nhiều công sức vẫn có thể sử dụng được máy Takeo TK2HB này rồi. Đó là còn khung máy được làm bằng inox và rất là dày dặn, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát được bằng mắt của mình là độ dày của thân máy rất là dày dặn ha. Kèm theo đó là máy được trang bị thêm 4 bánh xe để dễ dàng di chuyển tới nơi vị trí làm việc. Và tiếp đến, Ngọc Lan xin giới thiệu tới quý vị và các bạn đó chính là miệng xả nguyên liệu của máy Takeo TK2HB. Với miệng xả này, sau khi đá được đưa vào thì chúng ta thành phẩm sẽ được xả ra trực tiếp ở cửa xả này nhé. Và để bảo vệ phần motor thì công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo đã làm thêm vào đó chính là một tấm trắng phía trên để giúp cho khi mà mình vào đá thì nước đá sẽ không bị nhiễu thẳng trực tiếp vô motor. Và motor của máy được sử dụng với công suất là 1,1 kW, tương đương với lại 1,5 HP, được làm bằng 100% lõi đồng, vỏ thì được làm bằng hợp kim nhôm rất là dày dặn và chắc chắn, chịu lực và chịu được nhiệt độ cao. Với máy Takeo TK2HB, nhìn nó nhỏ gọn vậy thôi nhưng quý vị và các bạn hoàn toàn có thể xay được từ 400 kg nước đá cho 1 giờ đó. Thật là tiện lợi đúng không ạ? Và con máy này hiện tại ở tháng 10 năm 2023 đang có mức giá là 6.800.000 đồng dành cho quý vị và các bạn. Một số lưu ý khi quý vị và các bạn sử dụng máy băm nước đá Takeo TK2HB, đó chính là quý vị và các bạn nên đặt máy trên một bề mặt bằng phẳng để tránh quá trình rung lắc, cũng như là trong quá trình hoạt động của mình máy sẽ bị bập bênh và không hoạt động được hết công suất của mình nhé. Sau khi sử dụng máy xong thì quý vị và các bạn nên để máy ở nơi khô ráo, đồng thời là vệ sinh máy một cách sạch sẽ để đảm bảo cho lần sau sử dụng được tốt hơn. Và vừa rồi Ngọc Lan vừa mới giới thiệu cũng như là báo giá về máy Takeo TK2HB, máy xay nước đá cà phê dành cho quý vị và các bạn rồi. Với con máy này thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể thu được thành phẩm nhỏ mịn để vừa để ướp được tôm cá này, hay thậm chí là quý vị và các bạn hoàn toàn tận dụng được ở trong quán bar, quán cà phê của mình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu ngay chiếc máy Takeo TK2HB này, hãy liên hệ với Ngọc Lan qua số điện thoại hoặc là website ở trên màn hình để Ngọc Lan có cơ hội tư vấn nhiệt tình hơn cho quý vị và các bạn nha. Trong những video sau thì Ngọc Lan sẽ test máy trực tiếp cho quý vị và các bạn cùng coi, nên là hãy like và subscribe Ngọc Lan để không bỏ lỡ qua video nào từ Ngọc Lan nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.